Xin chào tất cả anh em. Hôm nay giới thiệu anh em một cấu hình âm thanh khá là hợp lý cho VinFast VF9. Với anh em mới bắt đầu chơi âm thanh thì việc trải nghiệm một con súp hơi đầy đặn, uy lực và mạnh mẽ thì có lẽ là đơn giản nhất. Thì trên tay em đây là con súp hơi của VF9. Ở trên thùng loa thì có ghi là thương hiệu Hansolic, thùng là nhựa khá là ọp ẹp. Và con loa súp này cũng khá là mỏng, nó chỉ đạt được khoảng độ 7 inch thôi. Thì thay vào đó thì đây, anh em thay thế thùng loa nhé, và chuyển cho em một trong hai cấu hình này cũng khá là hợp lý, như là con súp 10 Slim của Foco. Con này tầm giá rất bình dân, loanh quanh con này chỉ 6,5 triệu, kết hợp một con âm ly Rock Power nữa 5,5 triệu, giờ 12 củ cộng thùng súp và phụ kiện dây dẫn nữa là khoảng 17 củ. Có anh em chơi hơn, thích uy lực hơn thì chuyển ngay dòng súp K2 của Foco với mã súp K25KXS. Con này thì nó hơi cao tiền, nó có giá là 20 củ, kết hợp âm ly nữa thì có tùy chọn âm ly từ 5 đến 10 triệu để cho anh em lựa chọn, cũng khá hợp lý. Ví dụ như dòng Rocker này thì cái nhược điểm của nó là không có tay chỉnh. Anh em muốn chỉnh được ở trên ghế người lái thì nên dùng dòng Moodway hoặc Helix đều được. Thì nó Helix thì nó sẽ cao tiền hơn. Bên cạnh đó thì có mã Focal 1.1500, con đấy cũng khá cao, rơi 19 triệu thì nó hơi nhiều tiền. Thì anh em có thể chuyển cấu hình như con súp K2 này, cộng âm ly, cộng thùng và phụ kiện, loanh quanh nó khoảng hơn 30 củ. Nhưng cấu hình này thì khẳng định với anh em là sẽ không phải thay thế hoặc nâng cấp nữa. Về phần thi công lắp đặt thì anh em rất yên tâm nhé. Toàn bộ dây nguồn sẽ được kéo từ bình ắc quy xuống, có cầu chỉ bảo vệ ngay đầu nguồn luôn để đảm bảo an toàn nhất. Trường hợp ví tử có xảy ra sự cố ở trên đường dây thì sẽ cháy cầu chỉ ở trên tổng, nên anh em hoàn toàn không gì đáng lo cả. Còn đây là phần tín hiệu. Còn đây là rắc, anh em để đây là rắc nguyên bản của thùng súp. Thì anh em mình lấy tín hiệu thôi. Rồi, còn đây là vị trí anh em mình sẽ thi công đặt thùng súp vào đây. Thì thùng nguyên bản nó khá là yếu nhựa như thế này thì không cần phải gia cố đam binh làm gì nữa. Tuy nhiên lên thùng súp mới bánh nó khá là lực, thì lên gia cố lại phần trong này nhá. Lắp ở đâu cũng vậy anh em ạ, lên bảo người ta gia cố lại phần này nữa cho chắc chắn để đảm bảo hơn khi đánh nó không bị phè phè. Có lẽ âm thanh xe hơi đang là một xu thế mới giúp người lái xe cảm thấy trải nghiệm nó tốt hơn, đặc biệt là đỡ mệt mỏi và cảm thấy hưng phấn hơn trên những cung đường lái dài không mỏi nữa nha. Thì anh em nào đang quan tâm đến âm thanh, muốn trải nghiệm âm thanh thì ghé qua bên em ủng hộ nha. Bên em có rất nhiều xe để anh em trải nghiệm và demo, nên kính mời anh em ghé qua tại xá thẩm âm.